Thôi em nó không tỏa sáng được thì cho em nói về chung với những gốc cây đây đây, một chùm đây. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn ha. Thì hôm nay mình khai quật cái cây nó bị khô, nói chung là chết rồi đó. Thì mình tìm cái dẫn ra rễ nha các bạn. Dẫn ra rễ đây. 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 Rồi nói chung là mình bứng lên nó cũng đứt cũng khá nhiều á. Mò lên đứt á. Dẫn ra rễ đây, nhưng mà vẫn không sống nổi các bạn. Thành ra trồng mai gừng mình không chưa hiểu được nó. Nên chưa thần được. Thành ra là mình phải khắc phục cái lỗi yếu điểm này. Thì đưa lên cao quá, mình chú ý mình chùm cẩn thận các bạn. Đúng xong giống như trong đây, mình bọc ni lông cẩn thận đây để mình giảm mắc, để bớt cái hao hụt cây các bạn. Thì hổm nó cũng ra nụ, cũng chỗ một số bông nhưng mà chỗ không nổi, nở không nổi. Rồi hôm nay mình quyết định mình khai quật nó lên luôn, nên là nó dẫn ra rễ. Thì mình dẫn tới cứt rễ định kỳ 2 tuần một lần, bởi vì mai rừng không hiểu nổi các bạn. Cây này đang xấu khỏe nhất trong sau cái đợt những cây này đây. Mình có mấy cây sống khỏe đây, thì nó sống sau mấy cây này là tươi tốt dữ lắm luôn. Rồi tiến hành mình ghép. Rồi vô tình mình làm gãy luôn, tổn thương cây này luôn rồi. Thiệt chứ. Một bo ghép nữa rồi. Bởi vì mình đưa lên chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nó ra lá, ra hoa. Là mình cũng chung là mình thấy là hạnh phúc lắm. Nhưng cuối cùng mình thấy chia tay nó các bạn. Để mình chèn vô cái hình ảnh mà trước lúc nó còn sống nha các bạn. Đây là chậu ghim đó đây các bạn. Rồi đây là sau khi ghép nó dính rồi. Rồi gần Tết nó tỏa sáng đây. Nó lên rất là sum xê, bạn cảnh có vô có chụp hình luôn các bạn. Rồi mình gom lên chỗ đi. Giống như văn trai mai mình nói vậy đó, là để dành củi Tết nấu bánh tét đây. Rồi, xin chào quý vị ha.